Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, theo dự kiến thì Samsung sẽ ra mắt Galaxy M40, mẫu smartphone thứ 3 thuộc dòng M tại Ấn Độ vào ngày 11 tháng 6 sắp tới đây. Mới đây thì những ảnh render của chiếc điện thoại này đã được bất ngờ rò rỉ trên mạng. Qua đó chúng ta có thể thấy được một cái nhìn tổng quát về thiết kế của máy trước ngày ra mắt. Và nhìn vào những hình ảnh này, có thể thấy rằng là M40 sẽ đi kèm với thiết kế màn hình đục lỗ Infinity O, trong đó cái phần lỗ ruồi sẽ đặt ở góc phía trên cùng bên trái. Ở mặt lưng thì thiết bị này sẽ có hệ thống 3 camera được xét theo chiều dọc cùng với cảm biến vân tay ở chính giữa giống như những tin đồn trước đó. Và theo thông tin rò rỉ thì Galaxy M40 sẽ được trang bị màn hình là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD cộng 1080x2340px, cùng với tỷ lệ khung hình sẽ là 19.5:9. Ở bên trong thì chiếc điện thoại này sẽ được cho là mang sức mạnh phần cứng đến từ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 675 kết hợp với dung lượng RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra nó còn hỗ trợ mở rộng lên tới 1TB thông qua khay cắm thẻ nhớ microSD. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin nào về cụm thông số của 3 camera này cả, cũng như là camera selfie mặt trước sẽ có độ phân giải bao nhiêu. Máy sẽ có thể đi kèm với viên pin là 5000mAh cùng với sạc nhanh 15W thông qua cổng USB Type-C. Còn về giá bán thì Galaxy M40 sẽ được cho là sẽ có mức giá rơi vào khoảng là 22.990 rupee, tức là khoảng 7,7 triệu đồng. Ngoài phiên bản màu xanh giống như hình ảnh render ở bên trên thì chiếc điện thoại này còn được đồn đại là sẽ có thêm một màu tùy chọn khác, đó chính là màu đen. Các bạn thân mến, mới đây thì theo đăng ký trên cơ quan quản lý thiết bị viễn thông của Trung Quốc Tena thì Redmi K20 Pro sẽ có thêm một phiên bản 12GB. Phiên bản này thì có thể đi kèm với dung lượng lưu trữ là 256GB và mức giá thì sẽ cao hơn. Cái này là đương nhiên rồi. Ngoài ra thì phiên bản 12GB của K20 Pro có thể sẽ được Redmi ưu ái cho thêm một cái thiết kế đặc biệt nữa. Trước đó thì công ty mẹ của Redmi là Xiaomi đã từng ra mắt Mi 9 Transparent Edition với mặt lưng trong suốt và 12GB. Bên cạnh phiên bản 12GB, theo dữ liệu trên Tena thì Redmi K20 Pro còn chuẩn bị thêm những 4 màu sắc mới là hồng, trắng, xanh lá, tím và xám. Khi ra mắt thì K20 Pro sẽ chỉ có màu đen vân carbon cùng với màu xanh da trời và màu đỏ. Redmi K20 Pro thì có màn hình AMOLED là 6,39 inch, camera selfie dạng trượt 20MP cùng với cảm biến vân tay ở dưới màn hình. Máy có viên pin là 4000mAh hỗ trợ sạc nhanh 27W cùng con chip Snapdragon 855. Phía sau máy chúng ta sẽ có 3 camera 48, 13, 8MP với khả năng quay slow motion 960fps và siêu chụp đêm. Và Redmi K20 Pro thì đang được bán ra với mức giá rẻ nhất là 2.499 nhân dân tệ, tức là khoảng 8,4 triệu đồng, và đắt nhất sẽ là 10 triệu đồng. Và máy sẽ được lên kệ vào ngày 10 tháng 6 tới đây tại Trung Quốc. Các bạn thân mến, sau Zenfone 6 thì Acer tiếp tục giới thiệu Zenfone 6 Edition 30 phiên bản hạn chế tại Đài Loan. Sở dĩ chiếc điện thoại này có tên dài hơn vì đây là sản phẩm kỷ niệm 30 năm của Acer, do đó nó chỉ là một phiên bản giới hạn rơi vào khoảng 3.000 chiếc được sản xuất. Và chủ sở hữu của những chiếc điện thoại này sẽ được hưởng các lợi ích VIP và bảo hành 30 tháng độc quyền. Đi kèm với đó là bộ nhớ lớn RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 512GB ROM. Hiện tại thì phía Acer vẫn chưa công bố về giá bán của sản phẩm này. Zenfone 6 Edition 30 thì sẽ có một thiết kế khá là bắt mắt với màu đen, mặt kính mờ độc quyền, họa tiết vòng tròn đồng tâm lấy cảm hứng từ Zen và logo của phiên bản 30 đặc biệt. Và các thông số còn lại của máy thì khá giống với Zenfone 6 đã được công bố trước đó, bao gồm camera lật cảm biến chính là IMX Sony 58648MP và một camera góc siêu rộng 13MP góc nhìn là 125 độ. Cụm camera này vừa nhận được số điểm selfie phá kỷ lục từ DxOMark. Ở bên trong thì Zenfone 6 Edition 30 thì cũng sẽ được tích hợp con chip là Snapdragon 855, pin 5000 và trải nghiệm phần mềm Android 9 Pie với màn hình 6,4 inch. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.